là điều trị mình trả lời điện thoại. Muốn nói gì với bác sĩ thì mình trả lời điện thoại. Bữa nào mình chơi cắt cớ thì bác sĩ tự. Tại sao có nhiều người viên là cái nồng đi giao bác sĩ mà không phải thay cũng đi giao. Thử được bác sĩ trả lời. Hỏi lại là biết được rồi. Hỏi lại là biết được rồi. Ông hỏi lại bằng mua hay là bằng. Theo gì cũng nào bằng những kiến thức nó sẽ góp phần chúng ta hiểu được vấn đề gì đó căn chính rồi. Vậy thì anh thấy nè, vậy thì nếu mà nó di chuyển nhanh quá, vậy mà sinh lý nó di chuyển nhanh quá, cao phải nhân hậu lại biết di chuyển rất nhanh, như là bị lùi được. Đúng không? Thì khả năng nó dùng chi biết nào đây? Bạn thấy bạn trẻ sinh lý luôn luôn có biết này là dùng môi, khi dùng môi bằng thở mẫu hay là dùng môi bằng ba động hàng ngày, nó sẽ có tính điểm gây được sớm. Vì vậy thì nó chạy nhanh quá, nó dùng biết nhiều dùng môi, thì chuyện gì xảy ra? Vậy thì chút xíu mình học mình tới học số là gì, định lấy gì làm sao để lường được cái ba đai cái viên có trong viên này hai ba con lá chanh, thì tôi phải tính gì thì tính học tóm rồi đúng không, phải những gì chúng ta học nó liên quan. Đây là một cái đường cong, muốn lấy được những cái tính của này của đường cong chúng ta tính tích phân từ a đến b đó là sơ bộ cái hàng rồi đó, quên đó gì đúng không, cái này mình có học không, mình học rồi có dùng gì không, còn nhưng mà em dùng mấy thằng dưới phần mềm được dùng cho mạng phải như thằng ga cho biết. Như vậy thì vấn đề là giả sử biết này nó đấu xứng, tại sao vấn đề là đấu xứng được đặt ra đây để cho thầy biết này về mặt toán học, bạn lấy cái phần này đây là bạn có lấy đường thẳng là tiếp tiến chỗ này học tốt không quên hết đúng không, học bạn nói tốt đúng không, nhưng mà bây giờ đây biết này là đấu xứng lấy tiếp tiến ra thì tính chất đúng từ gì tính tính này bạn mới phép vào ngược lại công thức thì bạn suy ra cái hàm lượng ba này có bao nhiêu độ bao nhiêu. Nhưng mà nếu bạn chạy ra cái biết thế này nó bị cái luồng không có xứng này cái máy nó hiểu thấy nè, nó cắt thêm, nó không cắt thêm tiếp tiếp hay là hoặc là nó cắt thế này nó không hiểu, hoặc là nó cắt thêm cái này bởi vì là cái luồng gì nó không biết tiếp tiếp cũng sao mà mình không dẫn đến nó lại cái đúng của nó là nó ra diện tích nó là giả sử như là 800.000 thôi hay ví dụ như, nhưng bây giờ cái cách bạn chạy ra cái biết này không có xứng nó tính ra cái biết là có thể hơi lớn hơn hoặc nhỏ hơn dẫn đến mình sẽ thế vô công thức phân tích thế sao cái hàm lượng mình sai, vì một trong những lý do tại sao cái biết yêu cầu phải đấu xứng gì nó có quy định bởi vì mình chạy cái biết không đấu xứng mình lấy gì tới định sai mình thấy vô hàm lượng mình sai mà đi cái này thì mình không học nó bị sai sót nữa vậy thì hãy tóm lại hãy số lượng lượng là ca phải là 1 đến 8 biết nhanh quá để trùng với biết chuyên môn gì trùng với biết chuyên môn nghĩa là gì, nghĩa là trong hướng dẫn nó có xen lẫn cái chuyên môn của chuyên môn chứ có cái gì cái tỉnh này nó xen lẫn chuyên môn là không được. Vì thì có người ta gọi phương pháp của mình cho lớn lên chút xíu người ta sẽ dạy năm cuối sẽ được dạy và bắt nhiều phương pháp mới của mình là nó không đặc biệt mà đồng ý mọi người bây giờ nè thầy đặt câu hỏi này trong cái gì mà thằng ba con nó ra ngoài ba ra là phiên ca trong đầu mà nghĩ nó còn gì nữa tay dụng đồng ý mọi người vậy thì bạn đang chỉ cho người ta một cái cách định lượng ba ra là phiên thì bạn mong mỏi gì đúng rồi bạn mong mỏi là cái người ta của tôi là đặc biệt ra vậy cà phê thôi mà những yếu tố khác còn lại trong nghiên cứu thì sao không ảnh hưởng đến đâu, những yếu tố khác còn lại là gì, có thể là tác dụng, có thể là cái năng thuốc nếu mà hiện nay đầu với mình cá được các loại tác dụng hoặc là biết có nó là gì? tạo ra từ hai quả chất này hoặc là từ cái tác dụng tạo ra nếu nó có thì nó không ảnh hưởng tới cái cách mà tôi định lượng và đánh được gì thì khi đó tôi gọi phương pháp tôi là sao đặc biệt mà tôi mong muốn điều đó xảy ra không. Thì nếu mà cái biết này nó chạy nhanh quá thì sao? Bạn chọn điều kiện xuất kiến nào đó nó chạy nhanh quá mà nó trùng với biết chuyên môn thì sao? Thì bạn đang nói với người ta rằng những quy trình đó là sao? Không có đặc điểm. Nghĩa là anh không chứng minh được rằng là cái việc nó làm này là chuyên môn ra này nè. Cái việc làm là nó không là chuyên môn ra mà nó là nó sẽ lãnh ra qua vô của chuyên môn. Bạn có gì cho em không? Thì nếu mà nó chạy nhanh quá, coi như là nó chạy chậm quá. Nghĩa là thầy ví dụ như bạn dễ hiểu thôi, nó chạy chậm quá là cao phải lớn tám. Thường thường cái thời gian lưu kinh nghiệm này lớn tám được thời gian lưu thì cho điều kiện nhưng mà đa phần là trên 20 phút. Nếu mà một cái biết là nó chạy trên 20 phút nó mới ra thì các bạn có vấn đề gì xảy ra? Nếu mà nó chạy chậm, nghĩa là cái chất này nó bị lưu trữ chúng ta lâu trên cổ thì điều gì xảy ra? Theo bạn điều gì xảy ra nếu như là nó cao phải nó lớn lắm? Có như mồi đúng rồi, con đừng nói. Tại bạn chạy tốc độ dầu mà có áp suất mà đúng không? Tốc độ dầu bạn chạy là bao nhiêu? Và như thầy đã nói cái chuyên môn này sao? Mắc tiền, toàn là của Đức không à, của Mỹ, của Đức không à. Một chai Asunogy, 2 lít rưỡi khoảng 1.8 triệu.
chai methanol muốn lít khoảng 70.000, không có chơi với Trung Quốc. Tới thời điểm vô cái máy này là không có chơi với Trung Quốc nữa. Nói mà rất là mất tiền. Như vậy thì sao bây giờ, ví dụ cụ thể ngoài mất tiền cái còn gì không bạn? Chạy lâu quá thì còn cái gì nữa? Mất thời gian, đồng ý mà. Bây giờ thầy mình phân tích, bây giờ chúng ta đóng vai trò là sếp. Tôi hiện nay tôi đang là phó phòng RD, VC của một công ty như là nhiều cầu gian như này. Tôi bắt đầu tôi tuyển dụng nhân viên, nhu cầu tôi là tôi tuyển một người thôi. Bây giờ hai là không nhận. Bây giờ tôi hỏi vì bây giờ bạn không dám vô cho làm một kiểu luôn, bạn lấy quy trình hai ba co lấy chai để làm. Bây giờ không biết chạy máy ký không? Dạ biết, biết hết. Chị quan ơi, dạ biết, hai người thì nó biết hết đúng không? Bây giờ cho làm một mẫu cho làm được. Vậy thì có một người á, cái biết mà ở ra chạy 4 phút ra xin cà phê 6 phút thời gian, nghĩa là cao phải của hai đứa này các bạn đúng không? Nghĩa là tổng thời gian tiêm một mẫu của họ một mũi tiêm để phân tích cái chất này khoảng 10 phút, chạy tốc độ dầu 1 đến 2 phút, giả sử chạy là acid 80 nước là 20 chẳng hạn đúng không? Thì thầy nói tóm lại là quy ra cái số tiền một mũi tiêm với người đầu tiên phát triển phương pháp này là tổng 10.000 đồng mũi tiêm, tiền quá chất, tiền thời gian phân tích vân vân, 10.000 đồng. Nhưng mà anh thứ hai này anh cũng hiểu biết nhiều lắm, cái biết ba ra thì 15 phút mới ra, anh phát triển một phương pháp ra chậm ra sớm là do ai? Do mình, cái đầu của mình hiểu biết cái phương pháp này, tôi muốn dịch chuyển thời gian này tôi sẽ dịch chuyển được. Nếu mà anh người người có nền tảng về phương pháp sẽ biết đâu, tôi muốn nó nhanh hơn được mà tôi muốn nó chậm hơn được thì lúc đó không hiểu gì chung mà hội đồng mà bạn chắc không tin như thế này đúng không? Thì cái thứ hai này sao 15 phút mới ra chậm ba ra và 25 phút mới ra quyết cà phê, vì tổng thời gian này mỗi là bằng 27-28 phút. Thì thay vì anh kia tốn 10.000 đồng mà nếu là anh tuyển anh thứ hai này tốn bao nhiêu, có thể là 25.000 hay 22.000. Nhưng mà như không gian có phải học sinh một mũi ngày một cái lô thuốc có khi họ tiêm 300-400 mũi một ngày, bạn tính đi, sự trên lại thứ hai người là 12.000 đồng một mẫu đúng không? Một mẫu là gì? 100 mẫu là gì? 1.000. 300 mẫu là gì? 3.600. Một ngày 3.600 là nhân cho một tháng là bao nhiêu? Đến đi 36 triệu nhân cho 3 là bao nhiêu? 108 triệu. Một năm là bao nhiêu? Một năm thì anh này có thể làm thất thố công ty bạn một cơn một ngày đó. Câu chuyện nhỏ xíu về kiến thức thôi, có thể là thất thố mình nghĩ cho một năm. Nếu mà làm sếp bạn sẽ tiền nào? Hỏi thầy các bạn làm sếp bằng tiền nào? Tất nhiên tiền thành số 1 22.000 mức ăn. Em tiền 22.000 hàng năm đủ tiền bao sâu không chắc chắn bạn làm sếp mà có thể cái đàn 10.000 đồng với điều kiện thành 22.000 nó không phải là con anh ba chú anh tám đúng không? Thì chắc chắn là như vậy, bạn làm sếp không phải làm gì mà chỉ sự tồn trong kinh tế của một ngành mà phải làm gì và đó thì đây là thể hiện cái mặt chuyên môn, cái người giỏi người ta sẽ biết cách làm sao để tiết kiệm bằng kiến thức người ta. Thì muốn nó nói lên bản chất của người ta để cho chúng ta nắm được cái là mình nhớ này là giai đoạn dùng định tính nha, định tính hai cách mà chạy muốn dẫn mà chạy muốn thử mà thấy có sự thay đổi thì bạn sơ bộ cái lượng ngành trong một thử đó có chắc đó giống như sách chuyên môn, sách chuyên môn dựa vào eo rẻ cái này dựa vào và giai đoạn. Cái thứ hai là tốc độ di chuyển của hai cách thì cái này rất truy xuất hơn, nghĩa là người ta mặc định nó lớn lớn hơn một, nghĩa là cái cách mà có thể giai đoạn nhỏ đây là mặc định phía trên vì để đặc trưng cho sự lưu giữ của hai cách trên một cái cột đó người ta có thể số lượng đồng thì đánh giá là một số phần năm đến hai. Còn cái này nó chưa ít chi tiết lắm, ít hàng hiểu qua sẽ là tập trung các bộ diện đi đâu này. Cái này thì mình nhớ đây, đây là cái biết đây. Bây giờ có ngàn người cái biết này nè, từ đỉnh thành chiếu xuống vuông góc xuống cái đường thẳng này. Như vậy thì nếu là lấy đồng BC thì chia đôi cho đồng AC cũng là có hết rồi. Nếu như BC chia cho AC bằng một thì có nghĩa là gì vậy ạ? Cái biết này sao? Cực kỳ đối xứng, 100% là đối xứng, ông biết thầy không? Vì từ đó người ta đưa khái niệm là để đánh giá cái tính cân đối xứng của cái biết này. Vì cái biết nó đối xứng thì lấy gì cái tính nó mới chính xác. Mà những cái tính đối xứng ta học nó là dùng để thông số để đánh giá được. Vì thì chúng ta sẽ có AM, tiếng Anh, chỉ cách như AF là AM, Asymmetry, Factor, hoặc là bằng đầu dữ liệu khác. Vì điểm Mỹ thì nó sẽ ghi là biết khác liền. Để theo dịch Mỹ thôi, nhưng mà đây là cái cách mà chúng ta đã học không được đi là ASA, AF A thì cách của Symmetry
đó là dự án, đây cái dự án thì nó tính bằng cách là lấy cộng BC với AC. Nếu như cộng này bằng 1 thì đó có nghĩa là biết tính cách đối xứng. Vậy thì thông số đánh giá cái hình dạng của biết hay là sự cân đối biết là hệ số cân đối. Thì theo quy định của thế giới ký là F đang từ 0.8 đến 1.2. Nếu mà là người phát triển phương pháp mới, giả nữ hay là người đầu tiên phát triển phương pháp định lượng đồng thời para là viên trong chi nhánh nào đó, chứ không còn là trai chẳng hạn, thì là do cái điều kiện sức ký mà theo đánh giá là cái cho biết này nè, nó chạy ra nó có đúng là AF nó nằm trong khoảng 0.8 đến 1.2 không? Nếu không được thì phải làm này, thì làm sao mà để có dò được điều kiện như thế nào đó để mà nó ra được này. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta bị thí nghiệm một số tài liệu trong điều kiện nó cho phép là chạy lên 1.5 thì theo chi tự nhiên, nhưng mà thế giới quy định sức ký là 0.8 nếu mà có nhiều phương pháp mới. Rồi, hiệu lực cột, đây là số điểm đi tiếp. Mà thấy con nước cấp phức tạp thôi, chẳng bất thành tiên công sức rồi. Vâng, điểm thực tại của này, bây giờ là hãy hình dung nè, bộ não chúng ta, hãy hình dung nó giống như một cái ổ cứng di động không? Giả sử dung lượng bộ nhớ cái não hoặc là 1 TB như nè. Nếu mà bạn nhớ nhiều quá thì sao? Là hết chỗ trống. Lúc nào đó mình giống như bị Alzheimer. Nếu mà vì thì quan điểm của thầy là hồi đó giờ mình thấy môn này có trở nên không thích rồi. Từ đây cứ lúc này giờ mình thấy tin về điều đó chắc chắn là không nhận thầy trở nên không thích. Bây giờ quan điểm thầy khác, bây giờ Google mạnh lắm, anh Google tuyệt vời không, lên gõ anh yêu ba của mình được rút thì cái gì đúng không, bỏ luôn công thức gì là bỏ hết đều quá quá thì mắc gì phải nhớ, nhưng nó thấy không phải là bỏ hết những cái như là kinh điển nhất là những sĩ thì có vẻ cũng có ra trên môn là dược sĩ mà dạy được nước aspirin dùng cao thì người ta hỏi không biết không có aspirin sao nó dạy không biết cũng đậu luôn đúng không, người ta nhìn cũng mắt hỏi thằng này làm đại bản kìa không thể thọ đó không được ít nhất cuộc đời người ta phải có trách nhiệm như lương tâm của người dược sĩ đi mà lại ăn là aspirin gì vậy em không biết là đi nhưng nếu không có thằng bạn thì dạy được này còn chúng ta có thể nói thầy sẽ thấy không nhớ ba cái công thức dược liệu của dược kia là dễ không thầy không nhớ nó đâu thầy à, nhưng mà con giống nó vậy thì ảnh hưởng cái gì là hãy biết hết nha, hãy nhìn hãy biết hết à, còn cái nhớ gì vậy đó thì hãy để lên Google rồi tìm lỡ chúng ta à, nhưng mà những công thức này biết không có nhớ thôi, cái này thầy không mắc bằng thi hồi xưa thầy có thể học tập là thi công thức này không cho người ta tính nhớ không là công thức này thì trải nghiệm gì đó thì rất là cảm à, cho nên là thôi bỏ qua này, nhưng mà phải nhớ cái kiểu nó là gì, hiệu lực cột là số điểm tiếp thì người ta nói là hiệu lực cột tốt nhất khi mà những đường tính cái hạt đó à, cái số điểm nó sẽ bằng cái đường kính của hạt có tính được. Bây giờ hình dung này, bữa trước chúng ta có học một cái bài là chiến lược dòng liên tục hay là học cái bài sự chiến tách và phân bố nhớ không, bài tư vấn dạy đó bạn nhớ không, khi mà bạn cho bạn hai cái pha không đồng tan và có hai hạt A và B có hệ số phân bố trên hai pha không đồng tan là khác nhau bạn nhớ không, sau đó người ta cho bạn rất là nhiều người lắm, bạn cứ cho A và B cho bạn tách được đỉnh nhất bố lớp trên lớp dưới nhiều này, sau đó mình lấy lớp trên lớp dưới ra mình coi là nhiều mình nữa cũng là hai cái hệ đó cứ lắm, sau đó tôi gom rất là nhiều mình lắm lại thì đến nếu A và B có hệ số phân bố khác biệt trên hai cái pha này thì sau khoảng thời gian đó cũng lắm vậy đó tôi gom rất